Chào các bạn, chào các cháu. Hôm nay Ngọc chia sẻ đến tất cả mọi người là món kẹo dẻo, kẹo trái cây nè. Kẹo này thì các bé rất là thích. Kẹo này á rất dễ làm và ăn rất ngon, ít nguyên liệu. Kẹo này mình làm á, mình lấy màu từ trái thanh long nè, và màu vàng thì mình lấy từ trái chanh dây nè. Kẹo này mình ở nhà thì mình không có sợ chất bảo quản nè. Mình làm xong á, mình bỏ vào trong hũ á, rồi mình bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh á. Kẹo này á của mình á thì dai dai, chua chua, ngọt ngọt, rất là ngon, ăn rất là thú vị. Mọi người ơi, hãy làm thử cho các bé nhà mình ăn vào dịp Tết này đi. Và nếu mọi người muốn biết công thức và cách làm thì hãy vào bếp cùng mình nhé. Đây là nguyên liệu để làm rau câu dẻo trái cây. Mình có 180ml nước, nước chanh dây 80g, đường cát 150g, gelatin 38g. Đầu tiên là mình đổ nước chanh dây vào trong cái nồi này, và mình cũng đổ đường vô luôn. Mình đổ gelatin vô để mình ngâm nè, và mình ngâm từ khoảng 10 đến 15 phút. Đó, mình khuấy cho gelatin nó đều, mình ngâm khoảng 10 phút. Mình bật bếp lên và mình khuấy cái chanh dây với đường mình cho nó tan đường. Lúc này chanh dây của mình nó sôi rồi mà đường tan, mình cho vài hạt muối vào này, ít thôi. Bây giờ mình đổ gelatin vô nè. Đó, mình cho gelatin vô. Mình khuấy lên. Một chút xíu là mình tắt bếp. Tại vì gelatin gặp nóng là nó sẽ tan ra hết à. Đó, mình tắt bếp này. Bây giờ thì mình đổ gelatin ra cái khuôn nè. Mình đổ cái ly nhỏ này, mình đổ cho nó dễ nè. Và mình đã hớt hết bọt rồi đó. Và cái khuôn silicone này dễ lấy ra lắm. Thì mình cho màu thanh long vô nè. Cái màu thanh long này thì mình bỏ trong ngăn đông tủ lạnh cho nên nó tự tan ra, mình không cần phải xay hết. Mình lấy thanh long á, mình để trong ngăn đông tủ lạnh á, khi nó tan rã đông là nó tan ra. Bây giờ kẹo của mình nó nguội rồi, mình bỏ trong ngăn mát tủ lạnh cho nó cứng lại. Bây giờ thì mình khui kẹo dẻo của mình nè. Kẹo dẻo mình để tủ ngăn mát được 2 giờ nè. Đây là những cái con ong này, mọi người. Trời ơi, ngon ghê luôn á. Mà cái khuôn silicone này thì nó dễ lấy lắm. Nó nguội rồi là nó dễ lấy lắm. Đây là kẹo dẻo của mình nè, mọi người nhìn thấy đẹp không? Rất là đẹp luôn nè. Một màu chanh dây rất là dễ thương. Và đây là màu thanh long nè, mọi người nhìn thấy đẹp không? Rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ ăn thử cho mọi người xem nha. Trời ơi, nó dai lắm mọi người ơi, nó dai lắm luôn á. Nó dai mà nó dẻo á, là dẻo rồi đó. Nó chua chua ngọt ngọt ngon lắm mọi người ơi. Món kẹo này thì ăn rất ngon và dễ làm, công thức cũng đơn giản. Và nếu mọi người thích món này thì hãy đăng ký chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.